ngành đi chứ dậm vô. Rồi tục lộn đục mới lại đóng đây, thành ra nó lỡ ra rồi. Chừng sáng là thấy dễ được con cá hường với 4 cá cháo. Dạ. Yeah. Cái này tao cũng bất ngờ, tao đóng đây rồi tao quên, tao đi về tao ăn lộn đục đi, tao đi về. Dạ. Yeah. Sáng là nó đâm ra hả? Sáng là cũng được mấy trăm. Còn cái ông đó là ông trở ra. Ừ. Lại. Nếu mà ông ấy nó ra đây là rách te rồi. À, rồi bữa sau rách. Bữa sau dư xuống làm rách hết lỗ mà không biết thật. Chứ còn bữa đó không ra. Dạ. Bữa đó nước yếu rồi cái ông lại theo lông ông kéo ông lộn đục rồi cái rồi đóng cống đây rồi quên. Chứ không phải là chúng ta bắt cá. Dạ. Làm được ta hơn 4 kg với 4 cá cháo. Dạ. Nó ra dữ ha. Ảnh ảnh ra nó giải lụm. Dạ. Là mấy cái luôn. Nãy người ta tính nè, phải tao có biết có tụi bay tao cũng đâu có thả lưới anh nâu kia. Dạ. Ta tính đó, tao chạy về đặng tao lấy xuống tao thả thêm tao thợ chó này nó ra. Dạ. Ra te này chỉ mỗi giờ tao tính phải sống bao phút nó dựa vào cái sống nó lủng. Dạ. Lớn quá, cá giờ lớn quá. Nó tát nó quậy gì đó, xong nó rồi. Con cầu con. Nước lớn. Cá tráp ở đây mới nói xong. Chị đã. Đã ha. Cháp à? Cháp. Đã. Ông nuốt luôn cái mồi. Dạ. Má cháp bò rồi. Đã giờ. Đã con mồi này dạy á. Bự. Nay mới thấy nó ra, bình thường nó khi ăn lua lắm. Nhấc lên luôn chứ. Dính màn à. Kẹp đi, lấy kẹp đi. Không, lưỡi mỏng lắm, lấy kẹp lên đi. Nghe anh. Dạ, cũng có. Kéo cho nằm kê đầu lên bờ đi anh. Để giờ nó dậy xảy. Dạ, có cá hồng cỡ 3 tí. Dạ, em được bấm ra. Bằng gân tay. Lấy. Dạ không. Có ăn mà ăn ngâm không anh? Sao anh? Dạ anh hành. Ủa chỗ em có thịt không? Nhỏ. Dở hả? Chút bi hả? Sổ ở đây thì đi đường ngọt mang nha. Dạ. Cáp cũng ít cái điện thoại cũ đâu anh. Cáp ít. Hay mình sao Tú chụp hình á, bấm vô à. Dạ. Dạ
xoay qua xoay Tú. Ờ xoay ở xoay ngang qua. Ủa, Tú ngâm phải không? Ngâm qua cái hồng à. Ngâm anh. Hú luôn, chém luôn. Vấn đề là đầm này có rắn lục đuôi đỏ, chú ý đi lùm cây giùm. Vừa bắt 5 con rắn con. Gì hả? Cái cây đó rơi qua càng đi càng nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Đi vòng qua đó là ra đầm rồi, giờ đi vòng ngược lui chứ. Ra ngoài ngọn lại kìa. Hình như cái đầm này mới tháo nước mà. Đầm này cái ngọn dài ra đằng sau. Mới tháo. Sao mà nó ăn nguyên con vô họng luôn. Không dính. Má lên táp đã thiệt chứ. Táp văng bóp lên trên. Chẹm cũng ký.
mà khúc khúc đó có trà, đâm vô trà má nó. Cũng được á. Xong xếp lại kẹp vô cái quai quần á. Im re vậy đó, đi mẹ rồi. Điện thoại đó chưa? Đấy rồi, điện thoại anh đi câu có bao giờ anh để trong má nè. Sảy rồi. Chưa. Trời, trà đâu phải trà đâu, nó quấn vô cái rễ nước mà. Ủa má, ra luôn hả? Ừ. Chưa. Hết rễ này đến rễ khác. Ủa, nó cũng vòng vòng ở đây mà. Mấy vòng luôn á. Chưa. Quấn mấy vòng luôn mà. Đù má dưới nữa. Đù quấn nữa. Quấn dữ vậy. Chà đâu mà quấn nhiều vậy. Dưới này chưa? Nó dưới này. Hay quá. Ô, nó quay đẹp quá. Hết sức rồi. Cả 5 kg.
Hơn. Ăn nguyên con lươn luôn sao mà sống, sao mà xảy. Nó không, nó ăn, nó dính dưới bụng thành ra nó không hạ mỏ, khó lấy, khó kẹp lắm. Rồi con này có tầm 4 kg, hơn 4 kg. Táp đã ha. Đi chìm sâu quá. Vị này tầm 4 kg anh giỡn hoài. 5 kg mấy á. Tính sao. À, cầm cần lên trước đi. Bung, ok. Bung cò đi. Chụp hình xong thả. Thả chứ. Em bên nói anh thả luôn á. Chụp hình xong thả. Bắt chi. Không bao giờ bắt. Thả, em bên nói anh thả luôn á. Ăn uống gì nữa đâu. Cái tay em lên. Hả? Cái tay em lên. Khoan. Cho nó khô cái tay nó. 2, 3. Một con này 5 kg chứ. 5 kg mày. Khoan mất 6 kg á. Gì? 6 kg hơn á. Ừ, 6 kg hơn, hơi ốm. Ăn mùi lạ thấy không? Chả bớt ghê, lấy cá của em không. Bóng kìa. Ôi ô. Lớn anh ơi. Lớn. Quấn rồi phải không anh? Quấn chưa, quấn chưa, quấn. Quấn xả đi anh. Quấn nói anh ấy lội. Trời. Nó cá tráp nó vô đây nó lụm trời. Thank you.
nãy ở đây có con quận nữa. Lúc giật có con hết hồn nó quận nữa. Lớn rồi lớn. Được. Đâu? Ồ, được. Đâu mà cột cái lạ trời. Đứt leader rồi. Đứt lưỡi. Đứt leader rồi. Cửa lâu quá đứt. Trời. Leader nó tưa hết. Rồi lên bờ luôn. Bấm đi không chết đâu. Quăng cái ngạnh đi chứ dẫm vô cũng bệnh luôn á.